Xin chào các bạn, thì hôm nay mình tìm được map khá là hay. Đây, nó tên là Pháp Sư Gangster của bạn này. Đây, ID của bạn mình sẽ để trên màn hình nhé. Rồi ok, thì giờ mình sẽ vào test thử xem map nó như thế nào. Ui, khi vào map thì mình sẽ có 5 ngôi nhân vật này. Cái gì đây? Pháp sư. Đây thì mình sẽ chơi con pháp sư siêu cấp nhé. Tôi đang ở đâu đây? Đây là ai vậy? Xin chào vị anh hùng. Ta là người cai quản địa phận này, là người đối lập với thần chết Skibidi. Sư mệnh. Nhiệm vụ của mình à? Ok, mình có cái gì đây? Shop đẹp. Đây à? Mình phải đánh chết con này à? Từ từ mình xem nào. Rồi, đi vào đây để chơi à? Từ mình xem chiêm một nào. Úi dồi ôi. Ui, pháp sư mạnh phết đấy. Bọn này kèm nhèm thôi, làm gì có trình độ. Ui, siêu xe Lamborghini. Ô, bọn này mình không đánh nó thì nó không đánh mình đâu. Một phát ba con luôn, cho nó nhanh. Xem nào, đây có cái gì siêu cấp này, mình không ấn được cơ. Gãy thật. Ok. Hình như cửa này là chúng nó sẽ tự động đánh mình này. Đấy, chúng nó sẽ tự động đánh mình nha. Và hình như chúng nó to hơn và máu trâu hơn. Ôi dồi, khó đấy. Ôi dồi ôi. Mày nhờ này, không biết lên cấp trong đây là cái gì không cơ. Ok. Đánh ngén à? Ok, màn thứ 3. Ui dồi, hình như màn thứ 3 là quái của mình nó khác ấy, hay sao ấy. Mặt nó màu đen hơn. Ui, trâu thế. Thôi, ăn gà vào lên màn tiếp theo thôi.
đóng cửa lại. Ui ôi, tình hình là hình như mình gặp boss rồi hay sao ấy. Ui đúng rồi, boss thật. Ok, chiến thôi. Đây có kinh nghiệm chinh chiến rồi nên mình không ngán con này các bạn nhé. Đấy, to to đến đâu mình cũng chơi hết. Ui, sợ. Chỗ thế. Hay thế, các bạn thấy chưa? Nó không thể nào mà chạm được vào người mình luôn. Mỗi tội đánh hơi lâu. Rồi ok. Ôi, mệt thật. Cái gì đấy? Ui. Ui. Vãi ạ. Nó hồi sinh. Rồi một mình sao ăn đây. Ui rồi. Ok. Ok. Thì cuối cùng nó cũng gần chết rồi. Ui thề, từ nãy giờ mình đánh chắc phải 15 phút rồi ấy. Chỉ dùng đúng một chiêu một thôi. Xong. Đừng nói là hồi sinh tiếp nhé. Ờ rồi. Cửa mở rồi anh em ơi. Ok. Ai đây? Xì tin. Ờ. Ông mày để làm gì? Giết ông mày à? Ăn sao?